Đấy, thì bây giờ các bạn tạo project nha. Thì các bạn vào file. Đầu tiên thì các bạn nên tạo một cái folder, các bạn open folder. Open folder thì lần sau còn mở thì nó sẽ mở nguyên cả folder. Các bạn làm việc nó dễ hơn ha. Open folder. Thì các bạn chọn cho cô cái chọn cái thư mục. Thì bây giờ cô có cái demo này. Môn ta là môn web 1013 demo. Chết rồi. Ok, cô new một cái folder mới nè các bạn. Web 1013. Lớp mình là LT1 6101. Ok, demo. Bữa nào cô phải gom lại. Ok, click chuột vào cái này. Select folder. Đấy, thì nó sẽ mở ra đây. Cái folder ta hiện tại là đang trống, chưa có gì hết, folder chưa có gì hết. Thì cô tạo thư mục á, các bạn tạo đây, click chuột phải, new folder. Cô tạo ví dụ để chứa ảnh, chứa hình á, cô để lại cái image. Image. Được chưa? Cái thứ hai là cái CSS. Đó, bữa nào học CSS, được chưa? Đó. Thì cái thứ ba cô để là new folder. Cô để là source code chẳng hạn, source code chẳng hạn. Đấy. Ok. Đấy, cô chia từng bài chẳng hạn, ví dụ hôm nay cô để bài 1, new folder là buổi 1. Ok. Thì ở đây cái new click vào đây, cô new buổi 2 chẳng hạn, ví dụ new folder buổi 2 đây. Đấy, thì nó phải nằm trong ha, nằm trong cái source code, được chưa? Ok. Thì trong buổi 1 này cô click chuột phải, cô new file, ví dụ như first demo, đúng không? First demo. Chấm đuôi của nó sẽ là chấm HTML. HTML. Ok. Đó. Được chưa? Đấy. Thì bây giờ để chạy các bạn nhìn nhé. Đầu tiên code của HTML đầu tiên nào. Nó có một cái thẻ đầu tiên bao ngoài cùng. Đó là thẻ HTML. HTML. Đóng thẻ lại. Thì khi có đóng thì nó tự sinh ra cái thẻ đóng luôn. Nó tự sinh ra cái thẻ đóng luôn. Đây là thẻ mở thì cái ngôn ngữ này là ngôn ngữ là HTML thì nó là viết tắt của cái đây này, cái này, cái mà cô vừa gõ thì cái này là comment. Thì cái comment này là các bạn nếu các bạn muốn tạo, các bạn nhấn control dấu chấm hỏi thì trong Java nó cũng tự sinh ra cái dấu comment cho các bạn. Hiểu không ạ? Control dấu chấm hỏi nó sẽ sinh. Các bạn bôi cái gì các bạn nhấn control dấu chấm hỏi thì nó cái này ra cái comment. Comment này thì cái này là cái từ HTML nè, nó là viết tắt của là hypertext gì nữa ạ? Markup language. Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Thì nó là ngôn ngữ đánh dấu thì cái câu lệnh của nó không giống như là môn C hay môn Java, mà ngôn ngữ của nó lại là các cái tag, các cái thẻ. Cái này ta gọi là các thẻ, ta gọi là các tag. Và cái này có đặc điểm là nó không phân biệt chữ hoa, chữ thường. Các bạn viết hoa cũng được mà viết thường cũng được. Hiểu không ạ? Đấy. Đây là cái thẻ này là thẻ head, thẻ ngoài cùng, thẻ HTML bao ngoài cùng. Trong cái thẻ HTML là cái thẻ head. Đó. Ok. Đó, trong cái thẻ head này nó có thể chứa một số thẻ khác, cái phần này phần tiêu đề, phần đầu. Phần đầu này nó chứa một số thẻ, ví dụ thẻ meta chẳng hạn. Meta. Đấy, ví dụ cái charset UTF-8. Cái này là cái thẻ meta này, charset này á, thì có nghĩa là các bạn đang sử dụng cho phép cái trang web bạn sử dụng cái các cái chữ mà viết có dấu Unicode, có dấu, nhưng mà 8 cái này có nghĩa là 8 bit. Có UTF-16, UTF-32, cái đấy dùng chắc các cái dòng máy khác, cái dạng cái mainframe á, cái máy lớn á. Còn mình bình thường mình dùng cái UTF-8 thôi. Đúng không? Cái số 8 đằng sau là số bit. Số bit là cái là số bit để mô tả một từ, một guột. Giống như các bạn Win32 bit, Win64 bit cũng vậy. Đó là số bit để mô tả một cái guột ở trong cái phần cái CPU của mình á, cái lõi của mình á, cái mình có cái thanh ghi phía dưới á. Hiểu không ạ? Thì cái 64 bit là nó cho phép các bạn xử lý song song. Còn 32 bit là không. Nếu các bạn mắc cài mà ví dụ RAM các bạn 8GB hay 16GB, các bạn cài Win32 á là nó không tận dụng, nó dùng hết có 4 bit à. Dùng 4GB à. RAM á, còn mấy cái GB sau nó thừa.
Còn nếu các bạn mà muốn mà tận dụng hết cái số ghi của RAM, các bạn bắt buộc phải cài cái hệ điều hành 64, hiểu không ạ? Nếu không cái số bit, cái số RAM đấy nó dư vô nghĩa, hiểu không ạ? Đấy, thì cái 64 bit là nó xử lý song song, đúng không ạ? Thì cái đấy là nó mô tả là cái số mà 1001 á, đấy 64 bit mô tả một cuộn, đúng không ạ? Rất là lớn, đúng không? Ok. Rồi cái này các bạn có cái thẻ title là thẻ tiêu đề. Tiêu đề thì các bạn thấy nó sẽ có cặp thẻ mở, thẻ đóng. Nhưng ông này thì lại có một số thẻ nó lại không có thẻ đóng. Các bạn sẽ học sẽ thấy là có một số thẻ thì không có thẻ đóng. Thì khi không có thẻ đóng thì kệ nó. Ha? Đấy nó quy ước rồi, nó quy ước vậy. Thì cái tiêu đề này thì nó hiển thị ở đâu? Có để là ví dụ như là LT16101 à first demo chẳng hạn. Đấy khi các bạn chạy á, khi các bạn chạy cái này lên à thì nó sẽ hiển thị, tí nữa cô sẽ show cho các bạn. Cái phần thứ hai đó là cái phần cái thẻ body. À, cái thẻ body thì thẻ body và thẻ head này nó song song với nhau này các bạn à, ngang hàng nhá. Cái thẻ body thì tất cả những cái nội dung mà hiển thị lên cái trang web á thì nó nằm ở trong body. Ví dụ cô để một cái thẻ H1 ở đây. Thì ở đây các bạn để là hello lớp LT16101, ok. Đấy. Thì bây giờ cô chạy lên nhá. Chạy thì các bạn có hai cách chạy. Nếu các bạn mà có cái live server giống cô cài rồi á, cái live server nè. À, đâu nó rớt đâu rồi? Đâu? Đâu? Ôi, sao mắt tôi sao? Đấy, thấy search có. Ý, không thấy ta. Mày được thấy mà sao cô không thấy đâu? Đây, đó, có cái này thì các bạn click chuột phải, các bạn chạy là open with live server. Đúng không ạ? Hai là các bạn sẽ ra cái thư mục của cái này, các bạn mở, các bạn click chuột phải, các bạn revival in the file explorer nè. Đấy, các bạn mở cái này ra, các bạn click đúc chạy luôn. Thấy chưa? Thì cái tiêu đề nó nằm đây nè. Thấy không? LT161 first demo này là title. Thấy chưa? Thấy không các bạn? Nhìn đến thấy không? Thì nó nằm ở đây, là nó là tiêu đề này này các bạn. Là tiêu đề này. Còn cái nội dung là nó nằm ở trong body thì nó này, có để H1. H1 là thẻ heading. Heading 1. Đây là nó H1. Đây. Đấy. Các bạn thấy nó không có màu sắc không có gì. Đúng không ạ? Bây giờ muốn có màu sắc, một là dùng CSS. Hai là các bạn phải có cái thẻ, nó có một cái thẻ gọi là thẻ phông. Thẻ này sau này dùng CSS các bạn không bao giờ dùng tới nó đâu. Đây cái thẻ gọi là thẻ phông. Phông. Đấy, đóng thẻ phông lại. À. Sau này không dùng đâu, đây là tôi demo cho vui thôi. À. Đấy, để color. À. Red như vậy. Không biết là color hay phông color nhỉ. Được chưa? Là màu đỏ. Ok. Nhưng không ai làm vậy, sau này dùng CSS nó tiền hơn nhiều. Được chưa? Đã làm tiền CSS sau nó tiền hơn nhiều. Đấy nhưng mà nó có đấy. Nhưng mà nó không có linh động, nó không có nhiều đúng không? Đấy làm nó cực lắm, tự nhiên thêm một cái thẻ nữa để các bạn định dạng một vài cái nó không có hay. Thì CSS nó thay thế những cái việc này. Đó. Thì cái này tức là cái HTML là nó sẽ phụ trách về cái nội dung. Nó phụ trách về cái nội dung. Đúng không ạ? Các cái thứ mà hiển thị lên. Còn cái CSS là nó phụ trách về cái kiểu dáng. Đó, còn JavaScript là phụ trách cái tương tác, cái hành động, đúng không? Các tương tác, theo gì. Đấy. Thì đấy là cái first demo đầu tiên về HTML. Đó, thì ngoài ra các bạn có nhiều thẻ lắm. Thì các bạn nói cô là làm sao mà nhớ hết các thẻ này. Thực ra thì không cần nhớ hết. Thì thực ra là nó sẽ có một số thẻ thông dụng. Một số thẻ thông dụng bạn hay dùng nhiều, đúng không ạ? Cô sẽ nốt cho một số thẻ thông dụng cho các bạn coi. Đây, tại vì là cô đang quay cho nên là cô sẽ nốt vào đây, các bạn nhìn nó sẽ dễ hơn. Một số thẻ thông dụng trong HTML, đúng không ạ? Thẻ đầu tiên là thẻ head nè, thẻ header, heading. Heading thì nó sẽ là từ H1 đến H6, đúng rồi. H6. Ok.
nhiều bạn H7, H8, H9 làm gì có. Mấy ông làm là cứ tưởng là H1 sẽ có H7, H8, H9. Nói chơi ông chế hoài không? Không có. Chỉ từ H1 đến H6 thôi. H1 lớn nhất và H6 lớn nhỏ nhất. Bất cười lắm, nhiều ông rất là hại. Được chưa? Đó. Từ H1 đến H6 các bạn có thể test bằng cách là gì? Cô bỏ cái này đi nha. Nó rườm ra. Trời ơi, lớp nào mà ra sớm dữ. Kệ họ nha các bạn, mình cứ học bình thường, học lấy kiến thức nha. Chứ cô tạm quá mà, đúng không? Mà bây giờ không học xong sao đủ. Đây, Ctrl C. Đấy, các bạn đổi H1, H2, H3, H4, H5, H6. Đấy. Đấy là cách gõ code của cô. Nghĩa là không, mình đừng gõ lại. Mình đừng có gõ lại những cái có. Mà có những cái các bạn tin không? Các bạn phải copy. Bởi vì sao? Cái tên biến á, các bạn đặt giống như C á, đặt chữ hoa chữ thường. Thế là trên ông viết biến một kiểu, dưới ông viết một kiểu. Đi fix lối lòi con mắt luôn. Tin không, đúng không? Tôi gặp hoài. Trời ơi, trên viết kiểu, dưới viết kiểu là đi fix lối cắm mặt luôn. Mà có những bạn tôi mắc cười. Có bữa sau tôi kể mấy cái lối mà mất thời gian lắm. Tôi hay 28 lắm. Ừ. Đây là 6 nè. Đấy. 5 này. Đấy, mình phải tối ưu hóa công việc đúng không? Mình phải làm sao mà tiền. Tôi đâu bắt các bạn gõ hết đâu. Đấy, nhiều bạn cứ ngồi gõ từng dòng thôi. Không cần. Nhiều ông còn cười tôi như em thích gõ. Nếu gõ nó mình là cốt tay quá. Đó. Nhiều ông ấy chọc tôi thôi. Nhưng mà cứ suốt ngày em thích gõ. Gõ mất thời gian. Đúng không? Đấy, 6. Cái nào copy được copy. Rồi, các bạn sẽ thấy là nó chạy đây. Nó sẽ là từ mấy ạ? Từ 6 xuống. À, từ 1 xuống 6 đúng không? 1 là bự nhất, 6 là nhỏ nhất. Nhiều ông chế H7, H8, H9. Nhưng mà nó không lỗi nha. Anh này khác môn si. Môn si về Java các bạn viết sai lệnh là nó lỗi. Nó bảo lỗi cú pháp. Nhưng anh này không bảo lỗi luôn. Nó vẫn chạy nhưng mà kết quả nó không như mình mong muốn thôi. Mà thiếu thẻ nó cũng không bảo. Thiếu thẻ đóng nó cũng không bảo luôn. Nó vẫn chạy pha. Nhưng nó bị sai bố cục. Nhiều bạn tôi fix lỗi mà môn này tôi fix đắm đuối luôn. Tức là nó bị nhảy các bạn ạ. Thiếu một cái thẻ đóng thì nó sẽ có một cái mối liên hệ với nhau đúng không? Nó bị nhảy. Tức là bố cục nó đáng lẽ là như mình mong muốn thế này. Đẹp đẽ. Thế nó nhảy dư lên. Thế nó nhảy mà nó không bảo lỗi. Anh này là khó bất lỗi nhất. Bởi vì nó bảo lỗi là dễ bất nha. Ông này cực kỳ khó bất. Tức là tôi phải đi dò. Và tôi phải format lại. Format lại sẽ mình dò sẽ nó thiếu cái thẻ nào. Thiếu thẻ nó mình thêm vào thì nó chạy ok. Ví dụ như vậy, nó ngặt cái nó không bảo lỗi. Các bạn tin tôi đi, tôi để H6 nó cũng H7 nó cũng chạy luôn, nó không bảo lỗi đâu. Nhưng không có. À bạn có nói câu chứ, cô nó có lỗi đâu, nó vẫn chạy. Nó không có. Nó không có, mà chạy không đúng như ý mình. Thấy không? Nó vẫn chạy bình thường. Nhưng không phải là hát của tôi. Đúng không ạ? Này. Mắc cười lắm, nhiều cái vui lắm. Rồi. Cái thẻ head nhá, thẻ thứ hai cũng thông dụng các bạn nè. Đấy là thẻ loại thẻ thứ nhất nè. Thẻ thứ hai cũng tương đối thông dụng, đó là thẻ P. Thẻ paragraph. Paragraph. Cái này là thẻ P. Không phân biệt chữ hoa chữ thường. Thẻ P. Thẻ này thì với cái thẻ heading là giống nhau. Ở chỗ nó từ đầu nó xuống dòng. Từ đầu nó xuống dòng. Thì ta sẽ có một cái thẻ loại thẻ gọi là thẻ block và thẻ inline. Thẻ này là thẻ block. Mấy cái thẻ này được gọi là thẻ block. Nó xuống dòng các bạn. Block. Tức là cái dạng thẻ block tức là nó tự động nó xuống dòng. Nó thêm một cái dòng xuống dòng. Còn thẻ inline tức là gì? Nó không xuống dòng. Nó không thay đổi. Cái thẻ inline này cũng dùng rất là nhiều ha. Thẻ P nè. Thẻ 3. Thôi, hai cái này thông dụng nhất, nó làm hai cái thôi. Còn một số thẻ nữa, như thẻ pre, định dạng trước, mấy cái này thôi. Không, các bạn nhớ nhiều nó, tẩu hỏa nhập ma, đúng không? Rồi, thẻ inline nè. Cái này là thẻ đoàn, trên thẻ inline là trong dòng nè. Inline thì có một số thẻ các bạn hay dùng. Đó là thẻ span là một nè. Thẻ thứ hai là thẻ ví dụ im nè. Thẻ b là bow á, béo á. Tiếng Anh và tiếng Việt giống nhau, b, bow là béo. Biết thẻ béo không? B á. Chữ bờ mập lên á. Đấy, chữ bư á, béo, đúng không? Bâu. Đó. Chữ Y lại là gì ạ? Italic. Nghiêng, đúng rồi. Thẻ U nè.
gạch underline, gạch dưới, underline đúng không? Đây, mấy cái thẻ này là thẻ trong dòng. IM nó hơi nghiêng nghiêng một xíu, nó dùng để chú thích hoặc nhấn mạnh cái gì đó. Nó nhiều thẻ lắm, thẻ code, thẻ đủ thứ thẻ, thẻ sub, thẻ sub, một số vấn đề các bạn viết code chẳng hạn. Thẻ super, super là thẻ ở phía trên, còn sub là thẻ giống như chữ H2O là thẻ sub á. H2O á, H2O số 2 viết dưới đúng không? Hiểu không? Số 2 là viết phía dưới, thì là dùng cái sub phía dưới. Còn super là ví dụ x bình phương á, thì dùng cái super. Như vậy đó, cái những cái thẻ này là thẻ trong dòng. Thẻ trong dòng là gì? Là nó sẽ không thay đổi cái đoạn đó, hiểu không ạ? Không thay đổi cái đoạn đó. Đó, đoạn đó là một cái đoạn thì nó sẽ để nguyên cái đoạn đấy và nó định dạng. Thì ta dùng thẻ trong dòng để ta có thể dùng để ta dùng CS á, ta định dạng riêng một cái chữ mà. Rồi, ngoài ra có một số thẻ khác với thẻ này cũng hay dùng, là dùng nhiều nhất là thẻ DIP. Thẻ này dùng thường các bạn để gọi là bố cục. Bố cục. Cái thẻ này á là dùng để nó nhóm các thẻ khác, hiểu không ạ? Nó chứa các thẻ khác, đúng không? Nó chứa các thẻ khác. Đó, là thẻ DIP. Đó, ngoài ra nhiều thẻ lắm các bạn. Sau này các bạn học tiếp, đấy là những thẻ thông dụng thôi. Sau này các bạn học đến form thì có thẻ form, có thẻ input, mà cái thẻ đấy bữa sau học. Bây giờ nốt, đây là một số thẻ cơ bản nhất thôi, cơ bản nhất các bạn hay dùng. Còn mấy cái này không dùng nhiều đâu nha. Mấy cái này là khi nào các bạn đến đọc viết code hay viết công thức các bạn mới làm thôi. À, bây giờ này ta coi cái lớp 1. Cũng còn 20 phút nữa, chờ xíu nha. Đây, cô sẽ làm các bạn demo về cái lớp 1 cho các bạn coi ha. À, đây, bây giờ lớp 1 này, về nhà làm nha. Đây, thể dùng thẻ H này, thẻ P, image, à, thẻ HR. Thẻ HR là thẻ gạch ngang, đây. Đây. Thẻ HR là horizontal rule. Ruler là cái thước kẻ á, kẻ ngang. Horizontal là cái ngang. Rồi là thước kẻ ngang, cái kẻ ngang rồi thẻ gì ạ? Thẻ image là thẻ để nhúng cái gì ạ? Nhúng hình ảnh. Đúng không? Đấy, chèn hình ảnh đó. Bây giờ nè, sử dụng mấy cái này. Rồi bây giờ nè, trang web gồm một logo ở trên, dưới là nhiều bản tin. Đấy, bây giờ bản tin đấy là có hình. Đây là một cái hình, đây là một cái dấu gạch ngang, đây là cái chữ H1. Đây là hình, đây là chữ paragraph. Bây giờ tôi sẽ làm demo các bạn thử một cái bài này. Được chưa? Có hướng dẫn đấy, nhưng mà tôi sẽ làm thử. Còn bên dưới thì sẽ dễ hơn. Được chưa? Đây. À, cô sẽ Đây cô sẽ làm demo nè. Lab 1. Bài 1. Đây cô để là lab 1. Bài 1.html ha. Bây giờ thứ nhất là cái hình các bạn đào về, các bạn để đây cho cô. À, cô có thể lên mạng cô đào, cái này mạng nhiều lắm. FPT logo. Đấy, nhiều lắm. FPT Education. Phải không? Phải hình đấy không? Hả? Sao em? Hả? À, Polytechnic à? Thích Polytechnic à? Cái bài cô đâu rồi? Ủa? Cái lab cô nằm đâu rồi? À đây. Đây. À, FPT Polytechnic. Ok. Cũng cái nào cũng được. Polytechnic logo. Ôi các bạn không biết có nóng không, tôi đổ mồ hôi khủng khiếp các bạn. Dã man thiệt. Đi dày mới như đi đầy. Copy. Copy. Thôi tôi save. Save image as luôn. Cái đuôi JPEG nha, JPG ha. Ok, các bạn vào đây nè. 2020. À, tôi phải vào cái demo các bạn. Tôi để trong cái demo on nè. Xong để cái JavaScript web lớp mình nè. Đây, image đây. À, cô để là logo đi ha. JPEG, ok. Rồi một cái hình nữa. Hình này thì lấy hình nào cũng được. Cái hình này thì các bạn lấy hình nào, hình dưới này nè. Đấy. Thì tôi chọn cái hình nào cũng được các bạn. Đấy, không có logo thì lấy cái khác. Hướng dẫn gì quá trời quá đất. Lấy tốt nghiệp quá trời. Bỏ chữ logo này đi.
hình đầy hình đã chưa, toàn hình đây, lấy hình gái đẹp nhá, copy save đấy. Cái này là lớp 1 bài 1 đi ha, đặt tên hình lại cho các bạn dễ hình dung. Ok, xong đủ. Các bạn có thể lấy nhiều hình để làm nhiều trang, tôi sẽ hướng dẫn sau. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái đã. Thì bây giờ nè, trước tiên là ta không biết nè, ta sẽ để cái một cái này là trước đúng không? Thì bây giờ cô sẽ chỉ cho các bạn cách làm. Cách làm này chỉ nó sẽ theo các bạn sau này luôn. Có nghĩa là bây giờ cô sẽ làm cái deep bao ngoài cùng. Bây giờ nhá. Đáng lẽ cái này không chỉ nhưng mà chỉ luôn. Đây là các bạn, để các bạn gõ cho nhanh nè. Cái này không, đáng lẽ không chỉ đâu, tại vì để các bạn gõ code cho quen, nhưng mà thôi. Thì chỉ đi, ta học cái khác. Bây giờ các bạn nhấn shift dấu chấm than nè. Thấy chưa? Enter cái pack. Nó sinh đồng code. Thấy không? Không chỉ mà thôi, chỉ đi. Đây nè, những cái gì cô gõ bên này là bên này nó sinh ra hết nè. Có hết đúng không? Đúng chưa? Có cái doc type này nè, cái doc type này nè. Cái doc type này là cái gì? Doc type này chỉ ra bạn đang dùng HTML5. Đấy, cái này là cái này. Doc type này là 1 2 3. Đấy, nó tự sinh chính cho tôi luôn này. Đấy, là cái này là cái doc type này là chỉ cho trình duyệt biết. Biết đang dùng cái version HTML5. Tại vì trước HTML5 sẽ có 4, có 3, có 2 gì đó. Thì hiện tại cái version đang tồn tại bây giờ là HTML5, thì cái quyết định đó là cái do cái doc type ở phía trên. Hiểu không ạ? Rồi. Cái này cũng vậy, nó là HTML ngôn ngữ là language này đây, meta nó tự sinh luôn đúng không? UTF-8 nè. Cái meta viewport này á là dùng để nó sẽ tương thích với các thiết bị. Sau này giả sử các bạn làm cái dạng là có thể chạy ở trên mobile á. Đúng rồi, responsive web design. Đúng không ạ? Đấy. Responsive là ta tương thích, đúng không? Tương thích với nhiều cái thiết kích thước của thiết bị, đúng không? Phản hồi kích thước đó. Đúng không ạ? Đó thì nhớ là dấu chấm than nhá. Xong nhấn cái enter cái pack cái nó sinh ra code. Ok. Được chưa? Thì bây giờ tôi không yêu cầu gõ, chỉ cần bọn hiểu là được nhá. Được chưa? Đồng ý không? Ừ. Đó. Bình thường là nếu mà cho gõ nút pass là thôi gõ sắc mặt luôn nhỉ. Đúng chưa? Rồi bây giờ gõ cái này nó đỡ. Rồi bây giờ nè, tôi sẽ tạo cái div ở ngoài. Cái div này là bao toàn bộ luôn. Tôi đặt là cái ID của nó là wrapper. Wrapper là bao á. Đó, cái div. Được chưa? Cái div này thì tôi sẽ định dạng cho nó cái kích thước. À, định dạng cho nó kích thước. Thì sau này các bạn sẽ học CSS thì tôi nói sau. Thì bây giờ tôi định dạng trước đi. À, học sau nha, CSS tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái style để CSS nè. ID wrapper này, cái này bữa sau nói nha. Bữa sau giải thích cụ thể, hôm nay demo thôi. Tôi đặt kích thước của nó là width. Nếu cô để là 1200 200 pixel. Như vậy, hay là để 100% tùy các bạn. Cái hay đáng lẽ bình thường đặt hay các bạn để auto là tức là nó sẽ dán theo cái gì ạ? Nó dán theo cái nội dung. Hoặc là bây giờ tôi để là 500 pixel đi. Đó, tôi border lên các bạn coi nha. Cái box xa đầu nè. Box xa đầu 0, 5 pixel gray đi ha. Cái này từ từ cái, không, đừng có sợ, bình thường ha. Bữa nào tôi sẽ chỉ các bạn những cái này hết. Đây, thấy chưa? Thấy nó có cái khung chưa? Đấy, xong nó giống cái web của mình thôi. Đó, bây giờ tôi muốn nó cho nó căn giữa thì tôi sẽ để như này. Sao margin auto, cái này giống như học thuộc á, làm nó quen các bạn chưa, nói cô sao cô biết cái này, tại vì làm quen thôi. Được chưa? Nó căn giữa chưa? Ok, nó nằm ở giữa này, thấy không? Cái cục này nó nằm ở giữa này, thấy không? Rồi các bạn mà thấy không ra, tôi để cái này là red đi, các bạn nhìn cho kỹ này. Đâu, các bạn nhìn không ra này. Thấy chưa? Red nhìn rõ hơn đúng không? Ra dưới chưa? Nếu mà các bạn nhìn không rõ, tôi để cái này 900 nhìn cho rõ nè. Đấy, 900 pixel. Đó, thấy chưa? Đó chưa? Ok, rồi bây giờ nè. À, tôi sẽ để cái hình ở đâu? À, tất cả mọi thứ tôi đặt trong cái này. Cái hình đâu nha? Các bạn có cái image src nha.
SRC. Cái lỗi này mà lỗi tôi cũng sờ nè. Nhiều bạn đáng lẽ để SRC, các bạn để SCR. Thế là tôi kiếm lỗi không ra. Thấy không? Kiếm lỗi không ra luôn. LT luôn hả? Đã học vui dữ nha. Đúng mà, vui. Lớp học vui lắm. Sai chết ạ? Đã biết, thằng Xu. Em 17 ta? 15 hả? Ừ, 15 đúng rồi. Rồi, ok. Thank you Vinamilk, bye bye. Rồi tiếp ha. À đây nè, cái này là lỗi mà nhiều người gặp, để nhắc các bạn luôn nè. SRC các bạn để SCR. Nó không chạy nha, không có ra hình. Với cái thứ hai các bạn phải quan tâm nữa là các bạn phải trỏ đúng cái đường dẫn của nó. Bây giờ cách chỉ đường dẫn nè. Ở đây là tôi đang ở buổi 1 đúng không? Tôi muốn vào cái hình image. Nó một cấp nữa. Có nghĩa là cô đang ở trong buổi 1 đúng không? Vậy cô sẽ ra một cấp nè. Ra khỏi buổi 1 nè. Rồi tôi phải ra khỏi cái source code luôn. Này chấm chấm xe cái nữa nè. Mới thấy được image thấy không? Thấy image chưa? Giờ mới thấy image nè. Có vào nè. Rồi thấy được hình logo chưa? Đó, vậy mới đúng đường dẫn. Cái đường dẫn này được gọi là đường dẫn tương đối. Các bạn đừng có lấy đường dẫn ra ngoài copy vô nha, đừng có lấy là ổ D với hai chấm xe để đường dẫn tuyệt đối. Khi đường dẫn tuyệt đối có một những điểm đây là nếu cái thư mục các bạn nó nộp cho cô mở lên cái máy của cô thì lấy thư mục khác rồi, hiểu không? Các bạn làm ổ C, cô mở ổ D là các thư mục rồi nó lỗi này, không nhìn thấy hình luôn. Các bạn đẩy lên web cũng bị lỗi luôn, bóc cái internet cũng bị lỗi luôn, hiểu không? Đấy, cho nên là các bạn phải dùng đường dẫn tương đối, dùng đường dẫn tuyệt đối là copy đi làm sai. Không, em đã copy thư mục thì phải theo thư mục của em. Đó. Không phải, cái này phải làm theo các bạn, đừng làm theo cô. Cái này là của cô, em đặt tên khác, em phải gọi tên khác. Em hiểu không? File, thư mục em đặt kiểu khác, em phải gọi kiểu khác. Tức là cách làm như cô đó, em phải chấm, em coi nó ra mấy cấp. Ở đây nha, nó đang ở đây, một cái hình nó làm bên kia. Tôi phải ra khỏi buổi 1 nha. Đúng không? Nó chấm chấm xe cái nó ra khỏi buổi 1. Chấm chấm xe cái nó ra khỏi Scott. Rồi sau để tôi nhìn thấy image, tôi mới vào image. Tôi vào image tôi mới thấy được cái logo. Đồng ý không? Đấy, đó là cách để các bạn nhìn. Đó là đường dẫn tương đối. Đúng không ạ? Nếu mà chung một thư mục thì không cần. Hiểu không? Chung thư mục, nếu chung thư mục á thì làm sao? Có luôn tên của nó. Giả sử bây giờ tôi giả sử cái logo của tôi chung thư mục nha, nhìn nè. Giả sử như logo của tôi chung thư mục với này move nó sang đây. Được chưa? Thì tôi gõ luôn cái chữ logo này. Thấy không? Nếu chung thư mục không cần. Được chưa? Nếu chung thư mục không cần. Rồi nhìn nha. Rồi. Rồi ok, tôi đóng lại nè, các bạn chạy thử nè. Đây. Ra chưa? Chung thư mục không cần nhá. Rồi, bây giờ khác thư mục nè. Khác thư mục nè, nắm kéo nè. Nắm kéo sang này, image nè. Thấy chưa? Move ra. Lỗi ngay nè. Lỗi ngay nè. Thấy chưa? Được chưa? À, bây giờ tôi muốn lấy đúng nè, thì lấy khi nãy thôi. Đấy, giờ khi nãy các bạn có cái này nó nhắc dễ lắm. Chấm chấm xẹt để ra khỏi buổi 1 nè. Thấy nhìn thấy buổi 1 chưa? Chấm chấm xẹt để ra khỏi cái source code nè, thì nó sẽ nhìn thấy image nè. Đúng không? Image. Tôi thấy logo nè. Rồi chạy nè. Đâu rồi? Ra chưa? Ok không?
Vậy thôi. Thì làm riết là quen các bạn, làm riết là quen. Và tập làm đi sai, không sao hết, sai sửa. Đấy, các bạn sai thoải mái, được phép sai mà. À, sai sửa lập trình mà không cốt, mà không lỗi thì không phải lập trình nhá. HR nè, HR để làm dấu gạch ngang này. Ok. Đó, được chưa? Đã dấu gạch ngang chưa? À, rồi bây giờ đến cái dưới nè các bạn. Đến cái tiếp theo nè, đây cái này. Đến cái này nè, thì có chữ xây dựng trang web đúng không? Thì H1 thôi. Đâu H1. Các bạn để H1. H1 các bạn gõ cái từ đồng nó nhắc luôn. Xây dựng trang web. Ok. Chạy nè. F5. Được chưa? Ok. Rồi. Ở đây bây giờ các bạn để ý cái này cái hình để trước là cái này các bạn để trong thẻ P nè. Được chưa? Để thẻ P nhá. À, ta lại copy cái hình này. Các bạn nếu không muốn gõ, đẩy nó xuống. Được chưa? Đặt tên là không phải logo mà là gì ạ? Lab 171 đúng không? Đó, ta được cái hình. Nóng quá các bạn ha. Sorry các bạn nha. Rồi, hình bự quá đúng không các bạn? Cho nhỏ lại. Cho nhỏ lại thì có hai cách. Một là các bạn dùng CSS, hai là các bạn cho kích thước trong cái hình luôn. Dạ alo ạ. Alo. Dạ dạ dạ, tí nữa cháu gọi lại nha. Dạ dạ. À, đây các bạn cho kích thước này, các bạn để đây nha cô nhá, width nào. Ô chà. Nó không phân biệt chữ hoa chữ thường nhá. Width ví dụ cô để là 200 pixel. Hay. Hay cô để là 200 pixel. Đó, các bạn xem là cái code của mình nó thu hình nó thu nhỏ lại thấy không ạ? Được chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ để cái chữ. Hay để 100 thôi. 100 có nhỏ quá không? Ui, xấu quá. 150 cho nó cân đối. Được chưa? Rồi, bây giờ cái chữ nè các bạn. Cái chữ thì nóng quá. Cô sẽ để trong thẻ P nè các bạn nhìn nha. Thẻ P nè. À, thì cái thẻ P này các bạn copy cho cô một cái chữ, một cái chuỗi nào đó như là tuổi trẻ.vn đi. Đấy. Kháng nghị Trung Quốc lách luật mua đất thu hồi được không? Lấy đài đâu rồi? Bấm chưa? Rồi ok, rồi lấy có lấy một khúc nào đấy nhá các bạn đây. Đây copy nhá. Đây. Đặc điểm của cái set HTML là thế này các bạn. Nó sẽ không biết được dấu cách, dấu enter xuống dòng và dấu tab, tức là nó sẽ hiển thị thành một dòng luôn. Hiểu không ạ? Đấy, các bạn có xuống dòng hay gì nữa nó cũng không quan trọng. Nó cũng nằm trên một dòng. Đấy, xuống mấy thì xuống. Ok, nó không hiểu đâu, mấy cái xuống dòng mấy cái kia nó không hiểu đâu. Rồi lưu nhá, chạy lại nè. Đây, F5. Đó, thì muốn đẩy cái này lên trên giống như trong đề bài thì ta để cái này là alignment left bên trái đúng không? Bên trái. À đây. Cái hình này, trong hình này. Các bạn nhớ cô là align. Align gn bằng left. Đó. Đấy, nó đẩy lên thấy chưa? Đẩy lên. Được chưa? Cần trái có cách khác là float left nữa. Nhưng mà cái này để align. Từ từ tôi sẽ chỉ cho các bạn mấy cái CSS. Còn cái này không phải CSS, cái này là thẻ. Cái này sẽ là cái này được gọi là gì? Bây giờ cô sẽ nói sơ sơ một chút xíu trước khi về nha. Cái mà nằm sát cái móc nhọn này nè thì cái này được gọi là thẻ. Còn cái mà nằm phía trong mà chữ màu đỏ này nè, cái này được gọi là thuộc tính của thẻ. Hiểu không ạ? Đây cái này là gọi là element, cái phần tử hoặc gọi là thẻ. Còn cái này được gọi là thuộc tính của thẻ ha. Ok? Vì mỗi thẻ thì có những cái loại thuộc tính khác nhau. Được chưa? Thuộc tính khác nhau. Đây, ví dụ img này có width, có height, có align rồi. Thẻ P thì thuộc tính khác, ví dụ như vậy. Hiểu không ạ? Nó sẽ có thuộc tính riêng của nó. Từ từ ta sẽ làm quen. Nhưng mà sau này nếu mà định dạng thì ta nhớ chỉ có nhớ thuộc tính của CSS thôi. Hiểu không ạ? Làm sẽ của CSS thôi. Những cái thuộc tính khác mà để căn chỉnh ta đừng quan tâm. Hiểu không? Màu sắc căn chỉnh kích thước các thứ đừng quan tâm. Mà ta quan tâm cái CSS nó làm nào thì mình apply cái CSS vào là được, là xong. Ok. Rồi. Thì bây giờ cô ghi rồi cô sẽ up. À. À.